Chào mừng bạn đến với cộng đồng Wish. Bạn đang theo dõi video về sự phát triển của em bé trong bụng mẹ từ tuần 21 đến tuần 27. Video được biên dịch từ babycenter.com. Vào tuần thứ 21 đến tuần 27, xúc giác của bé phát triển cùng với dấu vân tay độc nhất của mình. Khi bạn xoa hoặc ấn nhẹ vào bụng của bạn, bạn có thể cảm thấy bé phản ứng lại bằng cử động hoặc đá. Bây giờ, bé có thể cảm nhận được khuôn mặt cũng như bất cứ thứ gì trong tầm tay của mình, bao gồm cả dây rốn. Bé sẽ tiếp tục thử nghiệm và hoàn thiện xúc giác của mình. Khoảng tuần thứ 23, em bé của bạn có thể nuốt. Ngay sau đó, bạn có thể nhận thấy các tiếng nấc của thai nhi. Đừng lo lắng, tiếng nấc là một phần tự nhiên của sự phát triển và em bé của bạn sẽ nấc vài lần một ngày. Phổi của bé cũng hình thành hàng triệu các nhánh nhỏ, được gọi là tiểu phế quản. Thật ngạc nhiên, em bé của bạn đã tập hít thở. Một lượng nhỏ nước ối được di chuyển vào và ra khỏi phổi của bé. Ở tuần 24, em bé đã có khả năng sống sót bên ngoài tử cung với sự giúp đỡ đặc biệt quan trọng của y tế. Ở tuần 27, mí mắt của bé có thể mở ra như một phản xạ, nhưng bé vẫn chưa thể nhìn thấy gì. Môi bé được hình thành, và bây giờ bé có một phần vị giác trên lưỡi của mình. Bé nặng gần 2kg và dài khoảng 37cm. Và giờ chỉ còn hơn một tam cá nguyệt nữa thôi, vậy là bạn đã đi được gần 2/3 cuộc hành trình rồi.